Chú báo đánh giá thằng Nhất sẽ rớt hiệp 2. Như cái thằng mà gì đó, thằng mà mẹ thì Malaysia, cha là người Mỹ đó, sắp sửa đấu đánh với Trần Duy Nhất đó. Trần Duy Nhất có thấy thằng điên không? Ừ. Nó điên á. Và chú đánh giá cái cậu đấy là sao? Con nghe ngày trước bảo hình như là thần đồng của Malaysia 17 tuổi đúng không chú bác? Chú thì nó cái này rõ sự hên xui mình không nói được. Dạ. Nhưng theo chú báo đánh giá thằng Nhất sẽ rớt hiệp 2. Chú mà Nhất nó có chạy vòng vòng không á thì thắng, còn đánh bộ đánh lại nó đâu, nó là cứ nước xà beng đập nó không thấm mà sao quýnh nó thấm. Nó quýnh với cái thằng mà vô địch con thấy không, nó quýnh đến nỗi mà thằng kia mà hai thằng nó quýnh chẻ bể máu vô mà tức nó đưa đầu quýnh luôn thấy không, sao quýnh lại. Nhưng mà tại vì Nhất có thắng có thua, nhưng mà võ thực là có biết đâu, mày chạy vòng vòng là ai quýnh mày, hay biết sáp vô hiểu không, thắng thôi. Nhưng mà nếu mà kịch chiến hai bên, chú bá nói là Nhất sẽ rớt kịp này, chú bá nói chưa, tại chú bá thấy nó quýnh rồi, chú sợ thấy mẹ luôn. Ừ, mà nó quýnh rồi nó máu chạy, nó nuốt máu luôn, mà nó không sợ, nó nuốt ực, nó quýnh như thằng kia le lử vô, nó quýnh luôn, nó điên mà nó được làm như nó điên, nó uống thuốc rồi nó quýnh thấm mà rồi ngủ, chứ mà nó còn trẻ. Nếu mà nói về cái võ đài nó cũng trên 100 trận đó. Ít tuổi vậy mà đã đánh cả trên trăm trận này. Nó đánh hồi 7 tuổi. Thì tính 7 tuổi ta đánh bao nhiêu? 8, 9, 10, 11, 12, tính rồi 17. Thái bà nó huấn luyện cứng từ hồi 7 tuổi. Còn mình mới 18 tuổi thua người ta hết 7 năm rồi huấn sao lại. Con cũng xem cái cậu Malaysia đánh vài lần rồi. Gì nó huấn nhiều. Cũng đánh khủng khiếp thật. Nếu mà huấn mà rời rạc á, mà tránh né đòn á, thì canh đòn đá thì Nhất có thể thắng. Còn nếu mà hai mà nó ủi như trâu với bò đó, là nó huấn đồ thằng Nhất hiệp 2 rớt rồi. Không biết. Còn quýnh còn ghê hơn là anh bộ bù nít mới giờ rồi quýnh với Nhất á. Anh đó là bộ nói vậy, anh đó là thầy Nhất á, chứ làm sao Nhất đủ tuổi của anh ta. Không biết là quý vị mọi người thì quan tâm tò mò về cái trận đấu này tỷ số là sao. Nói chung là nhà mình mà xem được cái đoạn clip này có thể để lại bình luận nha. Cá nhân Lê Nguyễn thì vẫn thấy thắng thua bạn Nhất thì hơi chua tẹo, nhưng mình vẫn đặt cược với Nhất. Đặt niềm tin là Nhất nó quýnh khôn. Đúng rồi. Nó quýnh rời hay lắm. Ở Bình Định mình á, nếu ai mà quýnh dày đặc gói chỏ là gọi là quýnh gần, thì mình phải quýnh xa. Quýnh xa rồi nó chứ quýnh không lại nó đâu. Trời ơi, hai câu chỏ đó. Còn nếu nó đá bạo lắm, đá như thái đạo, đá như karate, thì mình quýnh gần. Thì cái đó là tiêu chuẩn của người võ Việt Nam. Lên trên đài, thằng đó đá bạo, nó đá giống như Lý Tú Long á, thì mình phải quýnh gần nó. Không quýnh gần nó rồi nó đá gãy cổ, nó đá đúng tầm. Mà anh nào mà quýnh nó gần thì mình phải quýnh rời. Mà thằng quỷ đó là nó quýnh gần không á, nên thử Nhất nó sẽ biết. Nó có chạy vòng vòng, nó lưu ra quýnh cho nó không dám vô góc đại, nó chạy ra nó không đẹp, thì có thể là luôn tận, có thể là thắng điểm, chứ nó ao thì không có ao đâu. Còn nếu mà Nhất mà muốn chơi xả láng chung nó thì Nhất phải rớt thì mày. Tại vì biết sao, cần cổ nó quýnh bằng xà beng không vô. Thấy nó liền không? Bên quân cái cây nó đập vô cái thân, đập vô nè. Thấy nó đang liền, kinh thầy nó đập nó. Sao thấm? Nó lấy cái cây bù vô mà nó để quấn vẻ sợ quýnh, nó đập vô. Trời. Vô đó đó. Châu bò vậy chú má. Chứ sao nữa, trời tao thấy tao hết hồn mà. Nó phỏng vấn, không thấy sao. Nó phỏng vấn là nó tập hồi nhỏ, nó quýnh nay, nó đang tập cái gì đó. Nó cười bạn thấy à? Trời ơi, tao nghe tao té mà còn thua một anh nữa cũng bằng tuổi nó, lớn hơn tuổi là anh ở Ba Mươi Thuột, rồi vượt biên qua bển rồi anh mê quýnh về MMA đó. Anh cũng đứng đó, mình nói con cháu mình đi cho anh nó có lịch sự, là tao đặt ông nội Marcella là thằng khùng, tao đặt thằng kia thằng điên. Trời ơi, đúng ghê lắm. Nó coi em thì yêu mê cái nghề, nó nói tiếng dân tộc nó. Trời thấy nó quýnh nó siết, trời ơi, tao sợ lắm. Mà tụi trẻ nó giỏi quá trời. Hay tao còn trẻ lại giống tao, tao bái sư tụi tao đi học tiếp. Thấy rồi đuối người quá, nó tập sao mà thấy. Nó nói một chuyện ngơ mơ đó, nó quýnh ghê đó. Đó mà quýnh mà nhập nội quýnh lại đó đâu. Nó trâu mà nó còn thánh điên mà. Nó thấm đòn rồi đó. Đá thằng kia vô địch mà nó quýnh còn xỉu. Nó quýnh đến hiệp 3 mà máu họng nó ra rồi nó quýnh kia xỉu luôn. Quýnh nó rồi chạy vòng vòng được, đừng nhập nó. Nhập nó rồi đồ qua tao quýnh rồi, nó quýnh nghỉ thở và bán phở luôn, không biết bán phở được không. Hiệp 2 đó.
Hay lắm là độ hiệp 3 là độ là dứt không chịu nổi nó đâu. Nếu quýnh nhặt còn quýnh rời thì có thể dứt thắng. Có thắng mới đánh chứ nhỉ? Hả? Thắng mới đánh chứ nhỉ? Không biết đâu đâu, tháng 11, tháng 5 bị quên, tao mong chất nhà để tao tao theo dõi đó nè. Mong thấy mẹ rồi coi tao thấy nó quái, thằng đó mày thấy chằn luôn, tôi Con cũng dễ đang không? mong trận đánh đây này. Nó Rotan 10, nó 8 đó. Chứ không phải nó là đứt dây chằng không, nó đứt tổn thương không, chứ không phải đơn giản, nó không phải là mày thấy cái anh Buddhist mới vừa rồi quýnh nhất đó. Bộ anh nó dở, anh nó lớn tuổi nhất mà anh là từ em quýnh may may mà anh lớn tuổi anh qua quýnh mới hồi mới vừa rồi anh quýnh rồi quýnh rồi qua quýnh nó với anh kia rồi lên hai cái gối vô băng hồng anh không xi nhê anh Buddhist mới vừa rồi má à, sao bệnh nó luyện thằng nào nó trâu quá à. Nó trâu điên trâu bò luyện luyện mà tôi nói chú bác sợ luôn, hồi đó giờ chú chưa từng thấy mà chưa thấy học bao nhiêu ông thầy không thấy luyện giống như không biết nó luyện cái giống quỷ vậy không biết rồi nó bảo nó luyện dữ lắm chứ không phải luyện giống mình Dạ. đâu. Không biết là quan điểm của mọi người về cái trận đấu sắp tới của Nhất thế nào thì chúng ta hãy để lại phần bình luận nha. Rồi chú bác có thể chia sẻ cho tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh được biết là cái kế hoạch sắp tới của chú bá như thế nào không? Có Mọi người thì có thể nhìn làm thấy là đi chú chán bá mà đang hôm nay là đang làm hồ nha, đang sửa nhà xây lại nhà xây ước mong là làm một tấm lâu lắm rồi đó, đây. bây giờ đó bởi hiện thực đó, trời ơi muốn mệt sau này với là cái Dạ. máy này chú bá chỉ tập kiểu nào hết thối quá tập rồi anh em tới đây học rồi trở về là xin nhà nước đó, làm gym gym thì nằm ở trong gym nhưng mà biết gym nhẹ gym nó có ba loại, một là thể hình như là anh Lý Đức rồi đó thì cái đó là qua trường lớp đại học cũng lấy gym đó nó có tạ, còn gym thứ hai là cho phụ nữ nó gọn gàng, còn mình gym nhẹ cũng lấy cái gym đó mà làm nhẹ để cái cơ nó bung ra là mình hết khớp à, chứ rồi có những cái máy mình tập sao hết khớp với lưng đầu gối nó tự động hết rồi, chứ không có Thế uống game cho phụ nữ là game gì chú ba? kêu mà nữ dụ nó muốn tập mở bụng nó eteo nó uống thuốc sổ độc mình mà tập mình nó đẹp lắm, nước da nó đẹp lắm vô Dạ. căng, cái đó là phải công thức mình có học lắm, cho đó mấy tụi em nó là đại học thể dục thể thao nó nằm ở trong gym Sao hôm trước chú nói con game mới là game mông to ngực cái mông to thì mình muốn nở? tập hay sao do mình, do thì nhiều khi mình chịu nổi không, nó đá đùi, đá đùi nó căng lên rồi nhưng mà nó kiêng ăn nó giữ dáng nó mới đẹp Dạ. chứ không phải giống mình ăn xong đi qua chơi mẹ nó hai cục cho vừa vừa lết rồi sau mấy người ở đây chạy ba sáng về chơi hai cái tô bập 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 bấy dài ruộng mới lớn. Ủa tôi tại sao tôi không tập, cái lượng thì nó ra ít, cái lượng mồ hôi ra ít mà lại Nạp phải là nhiều. cái nạp thịt thì nhiều, thấy chị Ngọc Hà ca sĩ không, thấy để với Ngọc 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 Trinh mà nói lịch sự nó đáng con cháu mình, thấy người ta tập như thế nào, cái tuổi người ta bao nhiêu con, cái công người ta ăn chế độ như thế nào mới được giữ dáng giữ eo, mình mới tập có nửa tiếng hồ ra ăn tới ba tô má là sao mập, trời không hiểu phải ăn rau thế nào nhiều rồi phải theo dõi, bây giờ người ta hay lắm nhưng phải giống ngày xưa mình đâu, lên mạng ta chỉ hết trơn mà. Tập 2 tiếng giã 2 lon bia coi như là khỏi phải Tập xong tưởng sao mỏi quá uống hai lon bia chết luôn. là khỏi tập cả ngày đấy. Đây quay cho mọi người thấy nha. Nhà chú bá là đang đang sửa Lên đang xây tới lại lên đây, tới khá là đó bề bộn nha mọi người. Thành ra là nhìn chú bá hôm nay từ sáng đến giờ đang tè tè tua. tua Hôm nay thì mới vác con dao đuổi tập làm gì không biết làm tới đây ngon con Thôi thôi chú làm sao xử lý cho gọn cái cho nó xong cái nhà cái chú bác. Rồi con cảm ơn chú xịt bá rất là rồi nhiều nha. ok Dạ đây thôi con về. luôn Dạ, cảm ơn về tất cả quý giấy vị nó theo dõi lại kênh của lại Linh nữa nha. Tạm biệt mọi dạ lên người. Dạ, con về đây. thôi Dạ. thôi.